Thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng nhập tiệc với lại trung tâm tiệc cưới Phúc Thịnh. Chúc quý vị ngon miệng và chúng ta sẽ cùng kết nối với nhau, trao cho nhau những lời chúc mừng của mình thay cho những lời ca và tiếng hát. Và đâu đó chúng tôi được biết rằng còn có rất nhiều những anh chị đam mê về khiêu vũ, và ngày hôm nay thì ban nhạc cũng như dẫn chương trình và đặc biệt có những khoảng thời gian riêng cho tất cả anh chị nào chúng ta đam mê về khiêu vũ. Và rất mong muốn được kết nối được những người bạn học từ thời cấp 2, cấp 3, những người học cao đẳng và đại học của anh Phương, những người bạn đến từ phương xa sẽ kết nối lại với nhau trên mảnh đất Eran đầy thơ mộng. Con người Eran hiền hòa, rất mến khách. Bây giờ tháng mấy rồi hả em? Vâng, thưa quý vị thân mến, trong khi chờ đợi sự chuẩn bị ca khúc, những bài hát của quý vị, tại vì đến thời điểm này thì tôi vẫn chưa nhận được cái email hay thư tay nào đăng ký bài hát, cho nên là quý vị hãy sẵn sàng và xin gửi đến tất cả quý vị một ca khúc của nhạc sĩ Từ Công Phụng, Bây Giờ Tháng Mấy, như một sợi gợi ý để cho quý vị có sự chuẩn bị ca khúc của mình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Anh lương tiền vệ nha. Mời vợ để mùa đông về.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Lát nữa con sẽ hát tặng ông bài 60 năm cuộc đời. Dạ vâng. Đây là một gợi ý của một vị niên trưởng chúng ta, nó là hát bài nào cho nó mạnh mẽ lên, 60 năm vẫn còn xuân. Rồi, quý vị chị và các bạn thân mến, và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng tôi chào đón giọng ca của anh Ngọc Lương đến từ thôn 6. Thôn cũ của anh Phương. Xin mời anh Ngọc Lương. Vâng, anh Ngọc Lương rất yêu những ca khúc trữ tình về quê hương đất nước, đặc biệt những ca khúc ca ngợi tình yêu. Ngày hôm nay có lẽ anh sẽ thể hiện một ca khúc về xứ Nghệ. Lời đầu tiên Ngọc Lương xin gửi toàn thể quý khách một lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Sẽ hòa quyện với món ăn tinh thần. Xin cảm ơn một món ăn tinh thần của anh Lương tặng cho tất cả quý vị. Và tôi biết rằng đây là một ca khúc cực kỳ hay, thế nên có nhiều quý vị nín thở lắng nghe. Và quý vị chị và các bạn thân mến, và ngay sau đây xin mời tất cả chúng ta sẽ cùng chào đón giọng ca rất là hay, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, Biển Nỗi Nhớ Vợ Em.
Ngay sau đây xin mời giọng ca của anh Chu Hưng, một trong những giọng ca vàng của đơn vị Nguyễn Du, sẽ cùng lên sân khấu tặng cho người đồng nghiệp, bà con, những người khách có mặt trong ngày này một ca khúc của mình. Không dám nhờ nhiều, ít nhất nhờ anh chị đồng nghiệp Nguyễn Du, ai là đồng nghiệp thì vỗ tay chúc mừng Hưng gái nhỉ. Đấy. Vâng ạ, xin cảm ơn thầy Sang. À, để có vui cho chương trình văn nghệ hôm nay, chúc mừng cho vợ chồng Phương Hiền. Hưng xin gửi tới bài hát Biển Ngây Nhớ Vợ Em. Chưa có người yêu và anh em thì vẫn đang ưu tiên những ai mà con chủ tiệm vàng. Quý vị thân mến, tiếp tục âm nhạc của ngày hôm nay, mời quý vị cùng tôi để chào đón giọng ca tiếp theo. Một giọng ca đến từ thôn 6 Anh Hùng. Xin mời giọng ca của chàng trai Hoàng Minh với ca khúc Đợi Em Trong Mơ, trong album CD ra đầu tay. Và sau cái khúc này thì xin mời giọng ca của em Trinh ở bàn số 3 dãy giữa chuẩn bị. Và hôm nay là ngày cuối của anh chị. Thì có quý vị nghe hôm nay thì không có gì hơn. Được với hát Đời Em Trong Mơ.
Dù tình em đã cười nhưng anh còn mãi đây, còn mãi đám cưới nhưng giấc mơ vừa dài. Giờ anh lẻ loi trong cơn phong hoang vã, nguyện cầu em yêu về trong giấc mơ em tình tôi nhớ nhau, mà nào chặt đuôi bên nhau. Bây giờ ta xa khói xưa, ngày đời tình đời những lúc anh về, đáng lẽ ao cần nhìn gần phòng vỡ lâu mơ rất xa. Đêm nay em có vui không? Bên tình dần đêm mơ, riêng anh lại lẽo đêm phương. Mời tất cả quý vị hãy cùng hướng về sân khấu để chào đón giọng ca chúng tôi đã giới thiệu từ trước. Xin mời em Trinh dãy bàn số 3.
Và ngoài ra thì nếu anh chị nào mà chúng ta biết về vũ điệu cha cha, chúng ta yêu mến vũ điệu cha cha, có thể lên để khiêu vũ với ca khúc này. Chúng tôi đặt tất cả những tiết tấu âm nhạc dành cho những người khiêu vũ. Xin mời tất cả các anh chị nào biết vũ điệu cha cha, chị Hà, em Thơ, ấy là những người và tất cả những quý vị đọc yêu mến khiêu vũ sẽ cùng lên trên này để chúng ta có một một tiết mục đồng diễn tặng cho tất cả quý vị có mặt trong ngày nay. Nào, xếp đội hình đi ạ. 5 giây vào hàng. Chị Hà đâu ạ? Chị Thơ đâu ạ? Chị Trầm đâu? Cô Hà cô học nhảy 8 tháng mà giờ chỉ có 8 giây để thể hiện thôi mà lại không thành công à? Phải mạnh mẽ lên chứ. Rồi. Nếu muốn những thứ gì mình chưa có thì phải làm những điều mình chưa từng làm. Là thông điệp của chúng tôi gửi tặng cho tất cả quý vị. Xin mời anh cậu. Em đừng quên, đừng tiếc nữa chuyện của mình.
Quý vị cho Sang hỏi một điều thật lòng, hy vọng quý vị hãy trả lời thật với nhau. Quý vị thấy tiết mục này có được không ạ? Đặc sắc không ạ? Rồi, nếu bây giờ tôi mời 10 ông lên trên này lại hát lại nhảy một điều khác thì quý vị thích, có thích không? Đấy. Thưa quý vị, xin cảm ơn những tiết mục cha cha rất là dễ thương của các cô, các chị. Và ca khúc của anh Ngọc đã mang đến một niềm vui tuyệt vời. Và ngay sau đây thì xin mời thưa quý vị, chương trình Tân Giai ngày nay có nhiều điều nó bất ngờ lắm. Lát nữa có thể chủ nhà sẽ lên đây nhảy một vũ điệu với quý vị cũng nên. Tại vì tôi thấy anh nhấp nhổ ra biết rồi. Thưa quý vị thân mến, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng chào đón giọng ca của Trần Lực, một cái người mà chúng ta nghe có cái tên quen quen với một đạo diễn trong lĩnh vực điện ảnh thứ bảy của chúng ta, đó là phim ảnh. Trần Lực ngày nay sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện tình yêu đầy sướt mướt và tha thướt của một người lính hay một người và cô gái, và ca khúc đấy có tựa đề là Hoa Trinh Nữ. Và tôi xin gật mấy quý vị, ngoài Hoa Trinh Nữ mang đến giá trị nghệ thuật, nó còn mang đến giá trị sức khỏe. Nếu quý vị nào bị viêm khớp nặng thì có thể nhổ Hoa Trinh Nữ về sắc uống lâu dài sẽ khỏe mạnh. Đấy là thông điệp. Alo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
của anh và cảm ơn hai cặp khiêu vũ của chúng ta rất tuyệt vời. Thưa quý vị, khiêu vũ thì nó mang đến nhiều giá trị lợi về tinh thần cũng như sức khỏe lắm. Quý vị nào chỉ cần chúng ta tập khiêu vũ 5 phút thôi thì mồ hôi đã toát rồi. Thế nên là chúng ta nhìn anh Ngọc, vũ sư chúng ta không bao giờ mập được. Thưa quý vị thân mến, và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng tôi để chào đón một giọng ca đến từ một nơi cực kỳ quan trọng của Việt Nam của chúng ta, nơi đang cất giấu những con tàu ngầm kilo 6 lá tấm khiên thép để bảo vệ biển đảo Việt Nam của chúng ta, đến từ Cam Ranh. Thưa quý vị, xin chào đón giọng ca của chú Tiến đến từ Cam Ranh. Ngay sau đây xin mời chú Tiến sẽ cùng lên sân khấu tặng cho quý vị ca khúc của mình. Một người chú của gia đình và một người anh của chúng tôi sẽ cùng lên sân khấu để tặng cho quý vị một ca khúc và mang đậm đà tình cảm với những con người đến từ Cam Ranh. Xin mời anh. Lời đầu tiên cho con xin gửi đến lời chào ý quan khách, đặc biệt là tới thầy cô giáo cũng như bà con thân thuộc, rồi là bạn ngành thợ, lời chào trân trọng nhất. Để cho góp vui ngày trọng đại của hai cháu hôm nay, chú cùng xin góp vui đóng góp một bản nhạc được mang tên Chờ Đông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây những đêm chẳng thành mình không nghe môi không sầu nguyện cầu tạm mãi bên nhau từ đây. Xin cảm ơn ca khúc Chợ Đông của một đại diện đến từ Cam Ranh. Hôm nay Cam Ranh lên đây cũng hơn 100 người thôi, nhưng mà chỉ có một người đại diện để hát thôi. Quý vị thân mến, trong tiệc cưới ngày hôm nay thì Xanh xin chia sẻ lại là có những người bạn học cấp 2, cấp 3 của anh Phương đến từ Sài Gòn. Có những người bạn học cao đẳng đại học đến từ Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa, Đắk Nông. Có những người đến từ Đồng Nai đó. Và hơn nữa là rất nhiều bà con ở trên thôn 6, thôn 5, thôn 7, những thôn lân cận của Eran chúng ta. Thế nên quý vị nào đã đăng ký bài hát rồi, chúng ta có thể vui lòng chờ đợi một chút đỉnh cao của nghệ thuật và lắng nghe. Thưa quý vị chị và các bạn thân mến, và tiếp tục âm nhạc của ngày hôm nay, mời quý vị cùng tôi để chào đón giọng ca của chị Trầm với ca khúc rất tuyệt vời. Xin một ngày mai có nhau. Ngay bây giờ xin mời chị Trầm sẽ cùng lên sân khấu tặng cho quý vị ca khúc của mình.
vị, ca khúc còn lại, cái câu ca là còn lại đây cũng muốn nhắn gửi tất cả quý vị, chúng ta sẽ còn lại với nhau những kỷ niệm, những giá trị về tình cảm. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một người có thể nói rằng là anh có một cái biệt tài là xuất khẩu thành văn. Tôi gặp anh ở rất nhiều các chương trình tiệc rồi, nhưng mà chưa bao giờ thấy anh đứng lên sân khấu hát một bài. Mà ngày hôm nay anh đích thân đăng ký gọi đường dây nóng với ca khúc Qua Tuần Mây, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân. Xin mời anh Tiết đang ở lô 1 sẽ cùng xuống ban tổ chức lên sân khấu để tặng cho quý vị ca khúc của mình. Và tôi nghĩ rằng đây cũng là một tình cảm mà anh muốn gửi gắm chủ nhà, tại vì anh Tiết hiện nay đang là một quản lý tại một trường cấp 2 trên địa bàn huyện nhà chúng ta. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy anh hát hết. Vâng, anh yên tâm, hôm nay có 100 ca sĩ đăng ký và dĩ nhiên chúng ta phải chờ đợi. Cảm ơn anh rất nhiều, thay lời Trương Phương. Kính thưa tất cả anh chị em, hôm nay nói về trước ngày xưa thì nó lại khác. Nửa chân nửa máy liều chế tạm, sương nắng quay dần chuyện sót đau. Bây giờ là ta ở nhà hai tầng, cho nên là mừng cho anh Phương, tôi xin hát cái bài Qua Tuần Mây. Thank you.
Xin cảm ơn anh Tiết với những tình cảm mà hôm nay tôi nghĩ rằng khả năng cơn bão nó sẽ ập tới đây ngay bây giờ. Bởi vì anh Tiết mà hát thì khả năng bão lớn xảy ra. Đấy, nhưng mà đặc biệt đấy là tình cảm của anh dành tặng cho anh Phương với chị Hiền, muốn gửi gắm một ca khúc của mình. Thưa quý vị thân mến, và ngay sau đây xin mời tất cả quý vị hãy cùng tôi để chúng ta gặp gỡ những người tiếp theo đã đăng ký ca khúc của mình. Và đó là những cái tình cảm của quý vị. Tuy nhiên trong một thời gian nhất định thì không thể Minh Trang mời hết quý vị lên đây được, nên quý vị chúng ta đăng ký rồi, chúng ta vui lòng thông cảm. Theo anh Phương có gửi tin nhắn cho tôi thì bảo là anh Thái hiệu trưởng trường Nguyễn Du có thể lên tặng cho nhân viên một bài hát được không ạ? Đấy, xin mời đồng chí hiệu trưởng của đơn vị sở tại, gia chủ của Tân Giai ngày hôm nay. Anh Thái thì cũng xếp ngang về độ âm nhạc với anh Tiết là có thể là xuất khẩu thành thơ, nhưng mà chưa bao giờ hát. Và hôm nay thì được lôi hết lên sân khấu. Mà nhân viên mà đây xếp một vỗ tay thì khả năng là không ăn thua đâu. Đấy, vỗ tay thật lớn nhá. Nhờ cũng ủng hộ cho hôm nay chúng tôi một tràng pháo thật lớn ạ. Cảm ơn tất cả quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay nhân buổi tân gia của gia đình bạn Phương Hiền, Hải Thiên hát bài Hạnh Phúc Ngày và Đêm. Trái tim thương yêu là trời.
mến, X-Men trên 40 lần đầu tiên làm chuyện ấy. Một tràng tay thật lớn dành cho giọng ca anh Thái ạ. Vâng quý vị, lần đầu tiên anh xin góp hát ạ. Thay lời cho anh Phương Thiền, cảm ơn anh rất là nhiều. Năm nay thì ERA chúng ta đón nhận được một vị hiệu trưởng trẻ đầy năng động. Và đây cũng là một cái may mắn cho các em học sinh của ERA. Quý vị chị và các bạn thân mến, và xin cảm ơn anh Thái đã có một ca khúc rất hay dành tặng cho chủ nhà cũng là đồng nghiệp của anh. Và ngay sau đây xin mời chúng ta sẽ cùng chờ đón một giọng ca trẻ đến từ thôn 6. Xin mời giọng ca của em Dũng với ca khúc Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh. Một chàng trai đầy phong cách remix nhưng mà hát tặng cho quý vị một ca khúc rất là hay của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương. Rồi em có 5 giây để lên sân khấu. Thưa các hiệp trường, tôi để hôm nay thì vui với thầy Phương và cô Hiên dùng chẳng hạn như dùng xin kể tới tên hiệp trường không tùy tam rồi cho anh. Và với các khúc này thì dùng xin mời dòng ca của Văn Lương có thể kết hợp với dùng 50 đúng không ạ? Thank you.
em xin tương lai mà hát hai bài họ tống xuống sân khấu đấy, thế nên là hát một bài thôi nhá. Rồi, bữa sau truyền thụ bí kíp MC. Quý vị thân mến, và đây cũng là một thông điệp, tôi sẵn sàng truyền thụ tất cả các bí kíp MC miễn phí 100% nếu quý vị sẵn sàng tiếp nhận. Và ngay sau đây xin mời giọng ca của em Thúy Uy, một người có đề nghị là nếu em hát ngay bây giờ thì sẽ thưởng cho dàn nhạc 1 triệu. Và chủ già nói là nếu được thì cứ chuyển 50% trước thì chủ già đại lý cung cấp vật liệu xây dựng. Lời đầu tiên cho phép em xin gửi tới vợ chồng anh chị Hiền Phương một lời chúc sức khỏe, và xin chúc tất cả mọi người có mặt